Sau đây em xin test lại, hồi nãy em đã test một lần rồi thì cái sàn nhựa nó vẫn là bình thường nha mọi người. Giờ em xin test lại một lần nữa sàn dê lỗ tròn Minh Hiếu 50 x 1 m. Chạy qua đi anh. Ok. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, ok. Đây, clip đây. Mọi người xem nhé. Khung sườn vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết nhé. Sàn dê, càng nhựa nguyên sinh nhập khẩu rất bền vững, không có vấn đề gì hết. Cảm ơn mọi người.